trở về sân nhà sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Philippines. Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy hưng phấn trước màn tiếp đón đội tuyển Iraq. Liệu thầy trò huấn luyện viên Chusie có tạo nên bất ngờ trước đội tuyển hơn chúng ta 25 bậc trên bảng xếp hạng FIFA? Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Iraq, 19 giờ ngày 21 tháng 11 trực tiếp trên kênh VTV5.